Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay ngày 12 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin bí ẩn về đoàn xe khổng lồ của Putin. Đoàn xe bọc thép đã bắt đầu di chuyển, trận chiến giành thành phố lớn Dnipro bắt đầu. Trên truyền thông quốc tế, thời gian vừa qua chúng ta đã chứng kiến nhiều ngày những đoàn xe dài tới 64 km của ông bạo chúa Điện Kremlin Vladimir Putin dường như đã không di chuyển gì. Đây chính là miếng mồi ngon cho các lực lượng Ukraine tấn công vào ban đêm. Đây là hình ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe tăng, xe tải và các phương tiện chiến tranh khổng lồ dài trên 60 km của bạo chúa Putin được đưa từ Nga vào Ukraine nhằm tấn công, xâm lược nước này. Nhưng các hình ảnh vệ tinh mới nhất từ công ty của Hoa Kỳ Max Technology cho thấy một bước ngoặt, đó là đoàn xe quân sự khổng lồ được khởi hành theo hướng Kiev ngay sau cuộc xâm lược của Nga dường như đang chỉnh đốn lại đội hình. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe đi vào các thị trấn và khu rừng gần Kiev như thế nào thông qua dấu vết trên đường đi của các thiết bị chiến tranh hạng nặng này. Thời tiết hiện nay tại Ukraine đột ngột trở lạnh đến âm 20 độ, điều đó cũng gây khó khăn hết sức cho đoàn xe này. Nhiều chiếc xe đã bị sình lầy giữ lại. Đây là hình ảnh nhiệt độ âm tụt xuống rất nhanh, quân Nga ở trong những đoàn xe này giống như trong những chiếc tủ lạnh. Rõ ràng các khẩu pháo đã được đưa vào các vị trí khai hỏa, quân đội Nga đang đẩy nhanh vòng vây Kiev và dường như đã sẵn sàng sớm bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn đáng sợ vào thủ đô. Lý do là sau khi kế hoạch A đã tiếp quản thủ đô một cách tương đối hòa bình thất bại, thì Putin chuyển sang kế hoạch B là bao vây. Vì vậy hơn 2.000 xe tải đảm nhận vị trí mới, kế hoạch được dự kiến như sau. Giờ đây họ sẽ chia sang các phía đông và phía tây, sau đó tiến về Kiev cùng với các đơn vị thiết giáp khác. Lượng xe tăng thiết giáp của Nga ùn ùn kéo đến bao vây thủ đô của Ukraine. Đây là đoàn xe tăng của quân Nga xâm lược bị Ukraine đánh tơi bời phải rút chạy, mặc dù đông hơn về số lượng cũng như chủng loại xe. Trong quá trình này, nhiều lần đã xảy ra các cuộc trận chiến không xa thủ đô. Hình ảnh chụp từ máy bay không người lái do quân đội Ukraine công bố vào ngày 10 tháng 3 cho thấy một đoàn xe tăng của Nga đang tiến vào Prolay ở phía đông bắc của Kiev, nhưng sau khi đó bị pháo kích dữ dội, quân đội của Putin đã phải rút lui. Các cuộc không kích vào Dnipro cũng được tiến hành, và ngay cả các bệnh viện nhi đồng của Ukraine cũng bị Putin đánh bom. Đây là hình ảnh vũ khí chống tăng hiện đại của quân đội Ukraine chuẩn bị để chống quân xâm lược Nga. Những vũ khí này có thể bắn thủng giáp những chiếc xe tăng của Nga. Trong khi ông thủ tướng, cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder được cho là muốn kiềm chế người bạn của mình là Putin ở Moscow, thì kẻ chuyên quyền ở Điện Kremlin vẫn tiếp tục cho bắn phá thường dân mà không hề nao núng. Vào ngày 11 tháng 3, Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu dân sự ở thành phố Dnipro, dân số khoảng 970.000 người ở miền trung Ukraine. Cho đến nay, phần lớn thành phố Dnipro còn được bình an, nhưng vào sáng nay đã bị tàn phá hết sức nặng nề. Trong đó, một trường mẫu giáo được cho là đã bị bắn trúng. Lực lượng cứu hộ cho biết vào sáng sớm đã có 3 cuộc không kích đánh vào một trường mẫu giáo, một khu chung cư và một xưởng giày 2 tầng. Một người đã chết. Và sự hủy diệt ở Mariupol, các bức ảnh xuất hiện trong bối cảnh quốc tế đang nỗ lực hơn nữa để cô lập và trừng phạt Nga, đặc biệt là sau cái vụ khủng kích chết người của một bệnh viện phụ sản ở thành phố cảng Mariupol, nơi các cơ quan chức phương Tây và Ukraine lên án là tội ác chiến tranh của Nga. Tối ngày 10 tháng 3, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết gần 100.000 người đã được sơ tán khỏi các thành phố đang có chiến sự ở Ukraine trong 2 ngày vừa qua. Tuy nhiên, thành phố cảng Mariupol và Vinnytsia gần đó vẫn tiếp tục bị phong tỏa và quân Nga vẫn đang tìm mọi cách để bao vây. Hiện nay cũng có thông tin cho biết Tổng thống Nga Putin đã tìm cách cứu viện đưa quân từ Syria sang để chiến đấu tại Ukraine. Đây là hình ảnh người dân Ukraine và cả dân Việt Nam chạy sơ tán quân Nga xâm lược sang các nước châu Âu và đã được các nước này đón nhận và giúp đỡ nhiệt tình. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Putin
đã cố tình cho phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự ở đây, ví dụ như trung tâm mua sắm Brisenka, trong khi tình hình ở Mariupol ngày càng trở nên bi đát và không còn nhiều hy vọng vì các cuộc đàm phán không có kết quả giữa Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, 40 tuổi, và ông Lavrov của Nga, thì tay sai của Putin ở nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã chiếm được thành phố Novacha ở phía bắc Mariupol. Đây là thông báo của hãng thông tấn Nga RIA dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga. Novacha có tầm quan trọng chiến lược như là lối vào phía bắc của Mariupol. Và cuộc chiến tại Ukraine cứ như vậy tiếp tục bùng nổ và người dân chết rất nhiều. Kính mời các bạn xem bản tin châu Âu kêu gọi Việt Nam cấm vận Nga. Hiện nay, cuộc chiến của Nga tại Ukraine ngày một thêm khốc liệt. Nga đã đưa đến những chiếc xe tăng hiện đại hàng đầu để vào tấn công tại nước này. Và đại sứ của 21 nước châu Âu cũng vừa viết một bài xã luận chung, trong đó bày tỏ thất vọng với phiếu trắng của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và kêu gọi Hà Nội sát cánh cùng Ukraine và vận dụng ảnh hưởng mà họ có với Nga để tác động đến Moscow. Được biết, Việt Nam hàng năm mua hàng tỷ đô la vũ khí từ Nga. Đây là hình ảnh thông báo của Liên minh châu Âu kêu gọi Việt Nam ủng hộ Ukraine, phản đối quân Nga xâm lược. Thời gian vừa qua, người dân Việt Nam trong và ngoài nước đã rất ngạc nhiên khi Việt Nam bỏ phiếu trắng. Và cuộc xâm lược của Nga mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt đã bước sang tuần lễ thứ ba trong lúc phương Tây đang tăng cường các sức ép cấm vận lên Nga cũng như tìm cách cô lập Moscow trên trường quốc tế. Hệ thống thanh toán quốc tế đã bị đình chỉ. Các hãng hàng không không bay đến Nga nữa. Và mặc dù có đến 141 phiếu thuận trong tổng số 193 nước đã bỏ phiếu lên án cuộc chiến xâm lược của Nga tại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 2 tháng 3, thì Việt Nam là một trong 35 nước đã bỏ phiếu trắng. Cùng lúc này, Campuchia bỏ phiếu thuận, Liên Xô thì đã tan rã từ rất lâu. Các đại sứ châu Âu chỉ ra số phiếu thuận áp đảo này để cho thấy mức độ đồng thuận toàn cầu trong việc lên án Nga. Nhưng cũng chỉ có hai nước ASEAN bỏ phiếu trắng mà trong đó có Việt Nam. Dường như Việt Nam đang khá lung túng về vấn đề này. Liên Hợp Quốc cũng đã cùng lên tiếng vì sự tôn trọng các giá trị và nguyên tắc đã được ghi trong hiến chương của Liên Hợp Quốc. Bài xã luận đăng trên trang web của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 3 khẳng định như vậy. Một mặt, các nước châu Âu bày tỏ cảm thông quyết định của Việt Nam dựa trên lịch sử của mối quan hệ của nước này với Nga. Mặt khác, bài xã luận đã lập luận rằng lập trường không lên án cuộc xâm lược của Nga là có hại cho Việt Nam. Và điều này trở nên khó khăn cho Việt Nam khi tới đây Trung Quốc gây sức ép và nếu xâm lược Việt Nam thì không ai ủng hộ cả. Liên minh châu Âu nói rằng chúng tôi hiểu mối quan hệ lịch sử quan trọng mà Việt Nam đã có với Liên Xô. Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam vào những thời điểm cần thiết, trong khi các nước khác thì không. Các đại sứ châu Âu nhìn nhận nhưng đồng thời cũng nhắn nhủ Hà Nội rằng Liên Xô đã tan rã từ rất lâu và chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Và ngay cả cái nôi của chủ nghĩa cộng sản là Liên Xô trước đây đã sụp đổ và các nước Đông Âu thì Việt Nam giờ đây dường như cô đơn. Đây là hình ảnh các lãnh đạo cuối cùng của Đảng Cộng sản Liên Xô tuyên bố giải thể nhà nước Cộng sản Liên Xô. Và sau cú giải thể này thì Việt Nam đã bắt buộc phải đi theo một đường đổi mới. Bài xã luận cũng thừa nhận Việt Nam có những lợi ích riêng và quan điểm khác với châu Âu là điều đương nhiên, nhưng cũng nhắc lại Hà Nội cần cân nhắc lợi hại nếu như luật pháp quốc tế bị phá vỡ vì một nước lớn bắt nạt và xâm lược các nước láng giềng nhằm vẽ lại bản đồ. Ngụ ý dường như so sánh tình thế Nga-Ukraine hiện nay với mối quan hệ nhạy cảm giữa Việt Nam và Trung Quốc là một nước đã tuyên bố đường lưỡi bò và vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa đều của Trung Quốc chứ không phải của Việt Nam. Việt Nam liệu có lợi ích khi thế giới được cai trị bằng logic đó hơn là bằng luật pháp quốc tế và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình hay không? Bài viết lập luận như vậy. Tiếng nói mạnh mẽ với Nga được đưa ra khắp nơi trên thế giới. Các vị đại sứ châu Âu liên hệ với cuộc chiến ở Ukraine hiện nay với lịch sử chiến tranh đau thương của Việt Nam để cho rằng Việt Nam sẽ thấu hiểu hình ảnh người dân Ukraine cũng như biết được cái giá trị của việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
là quan trọng đến như thế nào. Và chính vì những ký ức cay đắng của chiến tranh và bởi vì tất cả chúng ta đều coi trọng hòa bình thực sự, mà tất cả chúng ta nên sát cánh cùng người dân Ukraine và tuyệt đại đa số cộng đồng quốc tế, đồng thời lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột phi nghĩa này. Bài xã luận đã kêu gọi Hà Nội. Và cho đến lúc này, Hà Nội, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn im lặng trước lời kêu gọi của châu Âu, mặc dù đang hưởng lợi rất nhiều từ họ. Bài xã luận cũng nhắc đến tầm ảnh hưởng của Hà Nội đối với Nga, với Việt Nam là một đất nước xinh đẹp mà du khách Nga rất thích đến. Đồng thời Việt Nam cũng có mối quan hệ sâu rộng với Liên bang Nga. Bài viết nói rằng, chúng tôi biết rằng Việt Nam có tiếng nói mạnh mẽ với Nga, các đại sứ tiếp tục khẳng định như vậy. Từ đó, các đại sứ các nước châu Âu kêu gọi Việt Nam vận dụng hình ảnh của mình để ảnh hưởng đến một kết quả tích cực cho cả Nga và Ukraine. Và kết quả tích cực đó, theo phía châu Âu, là Nga giảm leo thang và rút lui quân sự khỏi Ukraine để những người dân có thể được sống, giảm cái chết của hàng ngàn dân thường. Ngoài 21 vị đại sứ các nước châu Âu tại Hà Nội, bao gồm có Ireland, Anh, Áo, Ba Lan, Bỉ, Bulgaria, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Hungary, Hy Lạp, Na Uy, Pháp, Phần Lan, Romania, Séc, Slovakia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Ý. Bài xã luận còn có đại sứ Liên minh châu Âu đứng tên cùng ký vào. Việt Nam vẫn đang hết sức lúng túng. Bản thân Việt Nam cũng có hàng ngàn người đang chạy tị nạn khỏi Ukraine và các nước châu Âu đang đón tiếp họ. Đây là hình ảnh người dân Việt Nam tới đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội để thể hiện tình đoàn kết và phản đối Nga xâm lược. Chọn phe rõ ràng. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tiến Trung, một cựu tù nhân chính trị, nhận định với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng lá thư chung này cho thấy châu Âu thấy được vị thế quan trọng của Hà Nội đối với Moscow, nên châu Âu muốn Hà Nội có tác động đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và liệu Hà Nội sau khi suy nghĩ quyết định ra sao thì chưa thấy tín hiệu hồi đáp. Mặc dù vậy, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho họp ngay Ban Bí thư để bàn về những việc đang phức tạp trên tình hình thế giới. Ông Trung cũng bày tỏ hy vọng Hà Nội sẽ lắng nghe các đại sứ châu Âu để tiến đến chọn phe rõ ràng là đứng về phía Ukraine vì đó là lựa chọn theo đạo lý cũng như lựa chọn vì lợi ích của dân tộc. Ở đây phải có lập trường rõ ràng chứ không thể mập mờ hay nước đôi, ông Trung nói, ý nhắc đến lá phiếu trắng của Việt Nam. Chúng ta phải bảo vệ người yếu, bảo vệ cái đúng thì sau này thế giới mới bảo vệ chúng ta được. Và khi Trung Quốc động binh, xâm lược và chiếm các đảo của Việt Nam ở Trường Sa thì có như vậy thì các nước trên thế giới mới lên án và hỗ trợ Việt Nam. Ông nói là người dân Việt Nam khi nhìn thấy cuộc chiến tranh xâm lược của Putin tới Ukraine, ông nghĩ đến hoàn cảnh Việt Nam cũng giống như Ukraine là bên cạnh nước lớn mà hàng ngàn năm nay vẫn luôn xâm lược Việt Nam hết lần này đến lần khác. Lý do ông Putin biện minh cho hành động xâm lược Ukraine là dân Nga với dân Ukraine là một, đó là chủ nghĩa đại Nga, rất giống với chủ nghĩa đại Hán của Trung Quốc, và cũng giống như Hitler trước đây. Ông phân tích và cho rằng đứng về phía Ukraine như lời câu gọi của châu Âu là phục vụ lợi ích cốt lõi của Việt Nam. Về quyền lợi quốc gia dân tộc Việt Nam, vấn đề chủ quyền bị đe dọa nghiêm trọng, nên tôi nghĩ trật tự quốc tế phải đảm bảo không có chuyện cá lớn nuốt cá bé. Không có chuyện nước lớn xâm lược nước nhỏ là cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam, ông Trung đã nói. Và hãy tưởng tượng khi Trung Quốc, một đất nước với hơn 1 tỷ dân, luôn gây sức ép với Việt Nam bằng mọi cách để Việt Nam phải phục tùng. Ông đồng tình với lập luận các nước châu Âu là Hà Nội không nên viện những quan hệ truyền thống với Liên Xô trước đây để biện minh cho lập trường hiện nay. Ông nói tiếp, Liên Xô và Nga là hai thực thể khác nhau. Ukraine đã từng thuộc về Liên Xô. Trước đây, ông nói, không thể viện lý lẽ quan hệ truyền thống để chà đạp đạo lý và pháp lý được. Ông cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể chấp nhận được thiệt hại nếu như quan hệ với Nga xấu đi, nhưng Hà Nội có thể bù đắp bằng các quan hệ thương mại, ngoại giao, quốc phòng với các nước khác trên thế giới, đặc biệt là những nước tự do, dân chủ như Mỹ, châu Âu, Canada, Úc và nhiều nước khác. Bản thân châu Âu cũng đã chấp nhận thiệt hại rất lớn để đảm bảo vững chắc luật pháp và trật tự quốc tế, ông tiếp tục chỉ ra. Và ngày hôm nay, những đoàn tàu dài dằng dặc từ Đức đã chở các loại phương tiện, kỹ thuật cũng như viện trợ đến thẳng Ukraine để hỗ trợ người dân ở đây.
và người dân Đức đã đóng góp tới hàng trăm triệu đô la để ủng hộ Ukraine chỉ trong ít ngày. Đây là hình ảnh các nước châu Âu đón giúp hàng ngàn người Việt Nam di tản khỏi Ukraine, và đây là những người Việt Nam mới tới được Berlin. Và Trung tâm Hòa giải Việt Nam hiện nay có giá trị như thế nào? Cũng như ông Nguyễn Tiến Trung, ông Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến từ Hà Nội, nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng Hà Nội ủng hộ Ukraine và châu Âu là hợp với đạo lý và lợi ích quốc gia về lâu về dài. Buôn bán quan hệ thương mại giữa Việt Nam và châu Âu và với Ukraine cũng lớn, và với Nga chỉ là một số nhỏ mà Việt Nam cần phải đứng về phía lẽ phải. Và lẽ ra Việt Nam phải phản đối quyết liệt cuộc xâm lược của Nga cùng với cộng đồng quốc tế. Những tính toán ngắn hạn cũng có phần nào đấy, nhưng xét về lâu dài thì không tốt cho Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nhận định của mình như vậy. Ông cho rằng bài xã luận chung của các vị đại sứ châu Âu dù lập luận rất chặt chẽ nhưng cũng sẽ không hề khiến Việt Nam thay đổi lập trường, mà nếu Hà Nội vì bị áp lực mà lên tiếng phản đối Nga cũng là không hay. Và Hà Nội hiện nay vẫn đang hết sức chần chừ và căng thẳng về vấn đề này. Bản thân Việt Nam phải từ trong đáy lòng mình thấy sự bất công, thấy sự vi phạm quốc tế mà không lên án thì cái đấy mới đáng lo ngại, ông phân tích. Và hàng ngày, hàng giờ, người dân Ukraine vẫn phải chịu những khổ đau vì bị Nga dội pháo, bắn tên lửa, chết người. Tuy nhiên, thay vì quay ngoắt lập trường sang lên án Nga, ông có thể đề xuất lãnh đạo Việt Nam chẳng hạn như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có thể nói chuyện trực tiếp với ông Putin để đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng với Ukraine. Đây là hình ảnh Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc trong một lần gặp Tổng thống Nga Putin tại Moscow. Quan hệ giữa Việt Nam và Nga từ trước đến nay vẫn luôn nồng ấm vì đa số vũ khí của Việt Nam mua từ Nga. Cũng theo lời ông thì nếu sát cánh với Ukraine như lời kêu gọi của các nước châu Âu thì Việt Nam chắc chắn sẽ có hậu quả xấu trong quan hệ với Nga, chủ yếu là dầu khí và vũ khí. Nhưng nếu không đứng về phía châu Âu và phương Tây thì cái giá phải trả cho Hà Nội sẽ đắt hơn rất nhiều. Được biết về mặt kinh tế thì Việt Nam làm ăn với các nước phương Tây là chính, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã chỉ ra như vậy. Ông nói ông đồng ý với bài xã luận là Việt Nam không viện đến những ân tình sâu xa để xử lý vấn đề hiện nay trong quan hệ với Nga. Những ân tình này hoàn toàn khác với việc hiện nay nước Nga tấn công xâm lược Ukraine một cách vô cớ và hàng ngàn người dân ở đây đã phải chịu cái chết, trong đó có rất nhiều phụ nữ, trẻ em, người già. Sự giúp đỡ của bất kỳ ai Việt Nam đều phải ghi nhận, nhưng đó là chuyện trong quá khứ. Nhưng người đã từng giúp mình bây giờ, người ta làm bậy, chẳng lẽ mình không nên nói hay sao? Ông đặt vấn đề và cho rằng Liên Xô giúp đỡ Việt Nam trước đây cũng chính là vì lợi ích của chính Liên Xô mà thôi. Trước đây, khi Việt Nam cầm súng đánh Mỹ thì Liên Xô đương nhiên đã giúp. Và ân tình sâu xa với Đảng Cộng sản Trung Quốc thế nào mà Trung Quốc vẫn xâm lấn Việt Nam, câu hỏi cũng được đặt ra. Còn thái độ của Nga và Putin hiện nay ủng hộ Trung Quốc như thế nào, ông tiếp tục lập luận. Đó là việc Nga ủng hộ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông và chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông là không thay đổi. Nga luôn phủ nhận mọi chuyện có thể ủng hộ Việt Nam tại Biển Đông.